Thưa quý vị, 25 năm, 1/4 thế kỷ, đó cũng chính là thời gian ông Lê Thành Tùng, tổ trưởng tổ dân phố 33, phó bí thư chi bộ 15 Xuân Thiệu, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, gắn bó với công tác tại khu dân cư. Người dân nơi đây nhắc đến ông Tùng bằng những tình cảm thân thương hết mực và thường gọi ông là người cán bộ của dân. Về khu dân cư 15 Xuân Thiệu, hỏi ông Lê Thành Tùng, mọi người đều biết đến cán bộ 7-1, bị ông giữ rất nhiều vị trí tại khu dân cư. Ván tù và hàng tổng, chỉ một hai vị trí đã không dễ dàng, nhưng ông Tùng vừa tham gia công tác đảng, công tác điều hành tổ dân phố và các hội nông dân, khuyến học, từ thiện, bắt đầu gắn bó với phong trào tại khu dân cư từ năm 1997. Sau gần 25 năm, cái tâm nhiệt thành với bà con của ông Tùng vẫn như ngày đầu. Trong cái công việc tại khu dân cư, thì nói chung là bác Tùng là một người rất là năng nổ và hỗ trợ cho cả cái ban ngành đoàn thể tại khu dân cư và là hoàn thành, năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và đặc biệt tổ bác Tùng vừa là phó bí thư nhưng lại là vừa là tổ trưởng tổ dân phố thì năm nào cũng là được tổ dân phố xuất sắc. Những ngày thành phố căng mình chống dịch là những ngày ông Tùng và mọi người trong tổ COVID-19 cộng đồng tại khu dân cư quên mình vì dân. Không chỉ tiên phong trong công tác tuyên truyền vận động phòng chống dịch, xung kích tại những nơi hiểm yếu dù tuổi đã cao, ông Tùng còn tích cực trong công tác từ thiện, kết nối, gom góp những phần quà mang về cho những hộ khó khăn. Sự nhiệt huyết của ông Tùng đã truyền lửa cho những cán bộ trẻ tại địa phương. Trong các nhiệm vụ của tổ dân phố cũng như các chỉ tiêu của tổ dân phố thì đồng chí Tùng luôn luôn là người đi đầu, có những đóng góp rất lớn, tích cực vào phong trào của địa phương, đặc biệt là cũng đã giúp đỡ trong các phong trào bảo vệ, xây dựng trong công tác đảng, xây dựng chính quyền và hỗ trợ anh em cán bộ trẻ, cũng như là trong công tác vận động tuyên truyền quần chúng và bà con nhân dân ở địa phương. Trở về từ quân ngũ, ông Tùng luôn tâm niệm giữ gìn phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, từ cuộc sống cho đến việc thực hiện các công việc tại khu dân cư. Những công việc không tên gần như chiếm phần lớn thời gian của ông, nhưng cũng là nguồn vui to lớn, niềm vui khi được sống vì mọi người. Thì và xác định rằng là cái nhiệm vụ là trên hết, cái việc chung là trên hết, mà trang đó là cái tâm. Cái tâm và cái sắp xếp công việc gia đình và đặc biệt là chỗ gia đình là luôn luôn tạo điều kiện cho mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì trong cái công việc tuy là gặp nhiều khó khăn bởi vì ở với khu dân cư với cọ sát rất là nhiều, đời sống, kinh tế rồi an ở bà con, cho nên buộc là mình phải là luôn luôn gần gũi với bà con, tiếp cận bà con và luôn luôn xem là từng hộ, từng bà con là người thân của mình. Nhiều năm liền, tổ dân phố 33 của ông Tùng luôn đi đầu trong các phong trào, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Và với những người vác tù và như ông Tùng, niềm vui to lớn nhất chính là sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, sự tin yêu của người dân.